Này thiện hiện thí như người lái buôn có trí phương tiện thiện xảo, ở tại bờ biển trước hết sửa chữa, trang bị thuyền xong mới đẩy xuống nước, biết không còn lỗ gì, sau đó mới mang của cải chất lên trên đó rồi ra đi. Này thiện hiện nên biết thuyền ấy chắc chắn chẳng bị hư chìm, người vật an ổn đến nơi cần đến này thiện hiện cũng như vậy có các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có tín có nhẫn có tịnh tâm có thâm tâm có ưa thích có thắng giải có xả có tinh tấn lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa thường nhiếp thọ phương tiện thiện xảo lại thường nhiếp thọ tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rút giáo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh lại thường nhiếp thọ chân như, lại thường nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, lại thường nhiếp thọ thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự lại thường nhiếp thọ bốn vô lượng bốn định vô sắc lại thường nhiếp thọ tám giải thoát lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ lại thường nhiếp thọ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện lại thường nhiếp thọ mười địa bồ tát lại thường nhiếp thọ năm loại mắt lại thường nhiếp thọ sáu phép thần thông lại thường nhiếp thọ mười lực phật lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng lại thường nhiếp thọ pháp không quên mất lại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết lại thường nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa lại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, không bao giờ suy hao thối bại nửa đường vượt địa vị thanh văn và địa vị độc giác thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột